mẹ có thầy nơi đây cấp thầy đạo hạnh nước ba nhà anh em huynh đệ dung hòa yêu thương. Hay quá, cho bạn tay của ba, cô ba. Cô mực lắm á cô ba. Cô ba tuyệt vời á cháu. Cô ba tuyệt vời luôn á, cô ba cả tâm lý lắm luôn á. Nói câu cái tâm bao nghĩa tình, chứ đâu phải nói ra phải nhận nhìn trước cao. Chứ phải người ta sĩ ta nghĩ là lấy tiền ăn ẩu tiếu ha. Cô ba biết tội hước mà. Cô ba nói chuyện là có tình, có lý luôn á. Biết lực pháp luôn á. Thì lúc mấy giờ cô ba? Về mà viếng ba. Chắc 5 giờ. Dạ, 5 giờ. Mà chắc tới 5 giờ. Dạ. Mấy giờ giác này hồi nó mấy giờ cô ba vô để cúng cô ba? Cô ba hả? Dạ. Cúng thật thánh tiền lúc nào cũng có duyên hết trơn. Dạ. Đứng đi cơ ơi à. Dạ. Đứng đi cơ ơi. Cô ba giờ thấy người nào có duyên cô ba pháp trong bài nghe cho cô ba. Tại ta nói không duyên thì nói bà này bà điên, chắc ở đây có duyên rồi đó. À, này nào, đây có duyên rồi, đúng rồi. Không duyên không? Cô ba điên, ở đây có duyên rồi đó. Ai đó. Không cần phải biết làm gì đâu, vô đây ngồi coi. Mẹ ơi, mẹ cho con dân thơ là không để cho con bơ vơ buồn bà. Dạ. Còn không dân thơ cũng rời đã cả tâm. Năm cái máy, bốn cái máy vừa tâm, năm cái máy đi. Tao ở đây thì nghiệp lực nó dập. Qua có duyên để đếm mấy cái máy, một cái máy vừa tâm. Hai, bốn, năm cái máy vừa tâm luôn cơ mà. Người sanh tử. Còn ở nơi này ngôn ngữ toàn quạt qua luôn, quạt qua luôn này. Trời ơi, đó có nghĩa tình đi đâu trong bóng trong hình của Phật tiên. Dạ. Hay thế cho đạo tay của bà. Dạ, tay cái gì ơi. À, với đạo á, là phải ăn sâu vô lòng chứ đừng nói vòng vòng mà không có phan hồng nghĩa nhân đó. Nói chỉ ăn qua buổi mai này nó lủi thủi gắng chịu á. Dạ. Không? Có gì định được của thiên cứ để tự nhiên cho thiên định. Dạ. Tối ngày ban phan rồi lo ăn lo ngủ ngủ nó phiền nó nói liền liền không có giá trị. Ma gia nghĩ nó luôn á. Học cái chữ ta là chết liền đó cô ba. Chém ngang đây nè. Ma gia chậm rồi bị chém đầu. Tính cơ cầu là cái đầu nó mắt. Ừ. Đâu? Đừng nó dốc nó láo à. Tính cơ cầu là cái đầu. Bây giờ mắt. Nó lộ chơi á, đừng nó dốc láo lầm. Cô ba có can. Đúng tâm lực là tôi chịu đó cô ba. Rồi nè cô ba ca nhạc cho nghe. À, rồi. Tiền nghiệp ai tê tai lương tâm. Mỗi ngày quán âm nhiệm màu. Chẳng gian biết bao nhiêu nỗi sầu 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 sầu. Dạ, tuyệt vời. Đành tiền nghiệp máy, tê tai lương tâm. Cây già quảng âm nhiệm màu. Chẳng gian biến tan bao nỗi sầu 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 sầu. Cô nói cho nghe nè. Nhiều nhà tu là nhiều nhà tu. Có tu là khỏi tu. Mà có tù là khỏi tù. Sớm chiều đừng lu bu. Sau này không còn đồng xu. Ngồi mà phải cóc vô hù. Tại vì con tính lu bu. Đó, thấy chưa, thấy chưa. Thấy cô bà tôi nói chuyện chưa. Có đã bắt tay đấy cô bà. Cô bà ca bản nhạc hồi đó là đúng tâm lý luôn đó. Lý bắt hồ này vô tù liền. Bắt đứa con của ai. Anh làm cái gì không cần thiết. Yêu cầu lý bắt hồ là vô tù liền. Cô ba đi, đúng không? Cô ba đi lậu mà công nó hay. Cô ba đi lậu mà công hậu nó hay. Lúc đấy cô ba bốn quận. Cái bài này nè. Nhiều nhà tu là nhiều nhà tù. Có tu là khỏi tù. Mà có tù là khỏi tù. Đúng không được luôn. Còn lô bông sao lại không còn đồng chung. Rồi bà phải khóc hùng hùng. Vô tù hậu khóc sao được. Văn võ ngõ hậu mới chậu tiên phạt. Có văn có võ vô ngõ mình chậu. Không văn không võ rút đầu vô chặt phạt ở đâu. Không phạt ở đâu. Hay đấy. Văn không cao thấy vô võ là bỏ mạng rồi đấy. Ra trường là lên đường địa ngục rồi đấy. Ừ. Thấy không? Đúng. Đất nảy nở. Màu mỡ ở đây. Bỗng kiếm cây trồng đi vòng vòng. Đi vòng vòng và ngóng để đất trống. Thấy không? Hay quá. Trong một gian một đời mà có thấy cái con này. Cô ba. Cô ba. Nói chưa hết mà chết còn uổng nè. Cô ba nói chưa hết mà chết còn uổng nè. Mi phiền con có niệm Phật cho
anh nó bự vậy. Rồi một ba định lực phải ơi hành, được ý hành chẳng gần ở nơi nào cũng có mặt vô tâm để thăm giữ lấy cơ chuyện mai đây có thác quan hiền tổ tiền. Vỗ tay, hay quá, vỗ tay, vỗ tay. Cũng về giặc chắc chẳng gian ra bạc an trên đồng xanh từ còn mẹ biến con phải dạng dơ chăng tình còn ở tí giang thật đau lộ bốc ở nguyên hành có nghĩa có nhân tròn trắng đảo hành Phật pháp cho mình một sức mạnh của thần thông cố công ta gắng giữ gìn đi đâu cũng phải chân tình giữ lương tâm hay quá kéo hạo gì bà nghe tại cô ba mấy ca nghĩ nó từ từ nó nghĩ tại nó ca dở có trống có kèn nó đỡ cô ba ca hai ca trên mây đạn đứt dây chân ca đạn cô ba đạn trên mây nhưng mà đứt dây nhưng mà thiệt mà nói luôn á. Cô ba có gì mà nha cô ba bữa nay có nhận lệnh về trên không mà về không bao tháng năm mong chờ ai đã phi bên bờ mà mong chờ mặt tiền ai quá nhiên cầu tiền ai đảo lai để khai đạo màu vào trăm quan âm nhiễm màu vào quan âm bờ đi mà đi các ngày tâm thiền quan âm quan âm mà mấy đâu mà tiếp đây tâm mẹ ơi mẹ trong gió ngàn mây rồi mẹ cũng xây cũng truyền mà ở thế dương gian các con đang mang nhân quả trả cho YouTube là dính vô ha. Ở đây là xây đắp đạo màu chầu Phật thánh tiên chờ những tao ngộ chứ Phật thánh hiền không có lỗ dưới trần gian. Mẹ ban mẹ đổ cho con hiền đi đâu cũng nhớ cũ quyền nghèo con. Đi sang lên, đi sang lên. Ngày bỏ ôm cho đùng luôn. À cha này hối. Đừng lên quê tao lo tao lo. Tao vô đó. Ba nói rồi, ba tạo là một YouTube cho cô ba giúp đồng bào đấy. Dạ. Con đi theo cô ba, cho cô ba lon đậu đi. Cô ba lon đậu đây. Cô cho cô ba lon đậu đây. Mấy lon anh còn. Vậy là tạo lưu cấp mà sao cô ba vừa nói cô ba. Cô ba ăn đậu không mấy tụi này muốn mua cho cô ba. Tiếp đi. Chầu không đậu. Cô ba ăn chầu không à. Không ăn đậu. Cô ba ăn nha chầu mà kiểu ăn đậu cho ăn được trời. Ăn chầu. Lo kẻ nha nè. Mà cho lo kẻ. Cái này cũng vì thương. Cô ba hát cả lương như thế. Yeah. Hát cho có nghĩa có tình nhận nhìn với nhau cho qua khổ đau cùng cực để giật để dành mấy mốt thành cũng bỏ mạng. Dạ thôi cô ba giờ mình đi hát dạo rồi giờ mình vòng đi cô ba mình ngồi chỗ hát nó không có vui cô ba. Đi dài dài nó mà hát dạo ca sĩ mà hát dạo con cái bắt đầu con quên đem cái nón này có cái gì nè có cái nón. Ai buồn dân không có ai còn cái tuồng nào đi đâu. Dạ. Sao kỳ vậy cô ba? Bữa nay ngông tới ngông lùi ngông ngược ngông xuôi rồi lo vui rồi lo vui rồi quên buồn để đóng tuồng này. Dạ. Lo vui với đời rồi về đổi lương tâm rồi không có thăm đóng tuồng. Thì lại quên tuồng hả? Quên tuồng. Cái câu mà hồi nãy cô ba vừa nói hồi đầu tiên hồi nãy là nói trai đẹp gái đẹp gì gì đó cô ba cân nhắc lại cho con cháu nghe cô ba.
Tại cậu nói cô ba đẹp, cô ba nói cô ba ăn bọng bông bông gặp tổng thống dễ có vàng. Nó thấy sang sang là nó khoái. Nhất là đàn bà con gái. Nhất là đàn bà con gái. Còn đồ bóng bóng à? Con gái à, đàn bà ở nhà nó có ngồi đua đồ đồ ngu. Quá hay cô ba ơi. Cho nó 10 đồng nó chơi má hồng hết 7 đồng rồi nó kêu trời chết đất. Tới đây bà bắt nó chơi sao? Tranh nhau mê sắc bà bắt à. Mê sắc bà bắt đó. Trong này có ai không cô ba? Rồi có ai mê sắc không? Có ai không ở trong biết tâm quyết cô ba đâu thấu. Rồi cô ba nhìn lỡ coi nào đậu ra không cô ba? Cô ba nói gì nè? Dạ. Có thăng, có hủ, có gì, có thực thi, có trời, có đất, không bao giờ mất linh hồn. Dạ. Không? Bạc có thăng, bạc không có hủ, không có gì, không có con đường nào đi hết trơn á. Tính lời, tính lỗ, còn nó khổ vô biên. Mà tính ghét còn nó không có yên. Điên còn có duyên tiên phạt ngu là bỏ luôn đó. Thấy chưa? Điên điên. Để bỏ luôn á. Tại cô ba nói một câu rất là thâm bao nghĩa tình cái câu. Dạ. Nói vậy cũng vì tiền mà con mất quyền mất chức, cũng vì tiền mà con mất đức nghĩa nhân. Rồi con phải chịu khó khăn trong cái thân khờ dại, thì còn chi đâu mà ngàn ngày tháng năm dài. Wow. Tính dài đi thì con đã bị đỏ đài. Mặt ở đâu? Thánh ăn ở đâu? Địa ngục ở đâu? Thấy con sang mà mang trong lòng bốn chè, biết bao giờ thỏa thẻ một câu. Một câu đạo nghĩa chân tình, đó là trong bóng, trong hình là cái của con. Thì cô ba Bạc Liêu đi lên đây đông không cô ba? Cô ba hả? Dạ. Đi đông chắc cũng xong mà nó lọt con đứa chết luôn á. Đi mình à. Ở đây à, phê chú chở cô ba. Thằng gì đó. Mà thằng Di nó chở cô Năm. Cô Năm cây đã ở trên Cần Thơ. Nó cô ba có đi đâu? Điện cô chú con chở cô ba đi. Mà chú chở cô ba. Cô ba bữa nay là lên ông vua Rồng Vàng đó hả cô ba? Bữa nay cô ba lên ông vua Rồng Vàng ở Cần Thơ đó cô ba. Ông vua Rồng Vàng. Trời, ông vua Rồng Vàng Cần Thơ luôn. Ở cô ba nè, mà ông nhà nông năm nay không thông trời giông lúa nó sập đầy đầm cho nó đói lên. Ông vua nhà nông năm nay không thông lúa giờ giông lúa sập đầy đầm là nhịn đói đi. Tên ông đi tỷ 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 ông giông. Tỷ tỷ mà vô bác sĩ lắc đầu là ông giông luôn đó. Thấy không? Cô ba tâm lý á. Mình đang 1 tỷ vô bác sĩ lắc đầu là mình giàu luôn á. Dạ. Ba học tin Di à, như Du Di không cho học lo nổi à. Nếu lo nổi thì cái nước Nhật nó đâu rút xuống đại dương Tây ương. Cả đó tao biết tao đi tao ở chết làm chi vậy hả? Thấy à. Hai lon đậu nha cô ba. Hai lon đậu nha cô ba. Thấy à, thấy ông vua đã đậu. Thấy mày luôn đó, cho mày khỏi kêu nữa. Thấy ông vua thằng Long Chiến gọi ông đi giải càng khôn đó. Là cầu cho mà không có chiến tranh hả vậy dân nói thơ không dành cũng mà đặt đi hành đặng nói. Cô ba ngồi nín tin rồi đó, cô kinh niệm Phật đó chứ cô bao nhiêu giặc. Dạ. Cô ơi tiếp con hai lon đậu cô ba. Rồi bây giờ tiếp mà hai lon đậu mình có kêu nữa. Như cô ba cái cô ba nhận xét là như ông ba Tân Long như thế nào đó. Thì có văn có võ vô ngõ mà chầu không văn võ rút đầu vô chặt. Cô ba đâu biết chuyện đó, tâm quyết là do cái tâm của mình. Dạ. Cô ba nói gì nè, ở nhà lại không yên, là ở chùa đừng ngã giáp được tiên bằng tiền. Cô ba nói vậy thôi. Nhiều mấy đồng vậy? 20 quan tiền. Để con trả cô ba. Trời, cô ba không có tiền không? Mày đừng nói cho tao mót bọn tao sắm một thòn lên Sài Gòn tao sang biệt thự tranh bự bự sang ghế gầy đóng lại đóng hết nổi rồi đó. Không chết mà qua tiền rồi đó. Mày giám đốc cũng muốn chóc góc chứ cô ba đấy. Dạ. Tại giám đốc. Dạ. Tại gió lóc. Dạ. Chóc góc đi. Thấy có 20 ngàn trả cô ba chứ nhiều không có dám tao mót tao trả. Cô ba hả hức cho vui nó tới nó luôn. Dạ. Văn mình không à. Dạ. Thấy không? Cô ba một liều quá. Cô ba có cái pháp cái bài đạo nào để cho con cháu học hỏi tìm hiểu về chân lý cô ba?
pháp cho con cháu. Có người hỏi cô ba ơi, con ăn chay niệm Phật, Phật có độ con không? Cái cô nói mình ăn tư, mình có tình thương ở cõi Tây Phương, còn gì nữa hỏi. Đó. Thấy không? Dạ, dạ, cô ba nói hay quá. Có nhiều ông thầy hỏi cô ba, con tu chừng nào có cái chùa, tôi nói ông hỏi cái này gió nó lùi, ông đi luôn rồi. Thấy không? Ông đâu có cho cái chùa gió lùi gì hết. Ông không có cái chùa. Ông này không tin. Ông hỏi tôi cho gió nó lùi, ông đi luôn rồi. Ông tu cái cốc thì gió lốc cũng còn. Ông ôm cái chùa là nó lùa ông đi luôn á. Còn mình đạo là phải hội đạo nghe không? Hội đạo chung quy mình y chứ đừng có chê để bán đạo. Mình là con người không đạo. Đạo nghĩa, đạo nhân, ăn học làm hiền. Cái đạo đâu có quyền quy thế lực. Vua Chúa Thánh Thần có quyền quy thế lực. Mình mới lên chào Phật Tiên. Dạ. Không phải bây giờ ông bà mình đây là vua chúa, bây giờ mình lại đây để mình chào Phật Tiên không? Dạ. Thấy không? Mình vô cảnh Nam Thiền, mình làm thiền, chánh giữ ngôn ngữ lễ nghi, không để thị phi cho. Dạ pháp cô ba, dạ cô ba, mấy chú bên ngoài hỏi cô năm nay được mấy mươi mà cô nói pháp với hai nữa cô còn đẹp gái quá cô ba. Cô ba ạ? Dạ. Nhâm Tý, 52. Dạ. Dạ cô cũng còn đẹp. Trẻ quá cô ba. Đẹp là nhờ cô ba trang điểm. Dạ. 52 mà. Ngoài đẹp, đẹp, đẹp quá cô ba. Ngoài tự nhiên cũng như tiên vậy đó. Cô ba hồi đó chắc chưa đi đường đạo thì chắc thằng ông theo dữ lắm đó cô ba. Tối ngày đi thăm. Đi vòng vòng có một thằng chồng một à. Một chồng một con. Được 30 năm rồi. Đạo gì cũng phải có cô ba hồi xưa cô ba đi á. Rồi ông xã hỏi chứ bà đi đâu, bà đi hoài, bà đi rất bà bỏ chồng bà bỏ con luôn nghe. Nói gì cô ba sáng tác hát cô ba đi. Cô ba hát kìa nè, trong khuyên mặc cái trong khuyên. Miễn vợ có tiền vợ cứ đi chơi. Cái cô ba ca gì nè. Chàng ơi đảo tàu khăn phú tê muôn đời em vẹn vừa giữ danh đời muốn thổi vẫn còn yêu chết chiêu phận nữ má hồng thì em phải chịu theo chậm cây tàu phu xong rồi em đi tu không có gì cây liếng lâu. Hay quá cô ba ơi. Cô ba đời khó khăn không văn không võ đi làm gì bắt mà mình có văn có võ là YouTube có mỏ hào chồng với Phật Tiên nè. Có khi nào cô ba có lên mấy cái vùng bảy núi cô ba có pháp như hồi nãy giờ không cô ba? Cô ba nói chung ra đó cô ba lang thang về An Giang nè. Dạ. Cũng đình rồi cô ba về núi non cô ba cũng chưa có lên nên là cách đầu năm tới giờ nè. Ngày cũng dỗ cố đó cô ba cũng có về. Mới lần mà cô ba về đây rồi cô ba có nhận cái lệnh về về không cô ba? Không nhận lệnh mà trên không? Không cái tâm của mình cảm thấy có sự vui vẻ khỏe mà đi có sự phân ly thêm thẳng tính nó vậy thôi. Cô không đi theo ai ý ai hết trơn á, theo ý mình nè. Dạ. Để mình về chứ không có mà nhận cái bề trên đó cô. Chắc cũng có nhận chứ. Không nhớ ở trên cũng nhắc mình nhớ chứ. Cô nói gì tin chứ không có mơ tích. Dạ. Cô ba đó giờ ca ai nhập cô ba chứ cô ba qua nó ai nhập. Tắt nạp mà nhập gì. Nạp cái gì nữa đi. Nạp nhập. Tắt nạp thì còn nhập gì. Tắt nạp mà thứ ai đâu nhập nữa. Thuốc à phải không? Thuốc rồi. Tôi nói tiếng đi tấp nập là không còn ai nhập. Thường người ta nói giờ người ta nói điển, người ta không nói điện điển nên giờ người ta nói điện là sao? Ta nói điện. Người ta không còn nói điển nữa. Thì ở đây mình nói về khoa học á. Dạ. Thì người ta dùng điện. Dạ. Còn nói về du di gì đó người ta nói điện. À, thì dạ. Do cái tâm mọi người. Dạ. Tùy tâm. Dạ. Thì cái tâm người ta có người ta cũng như các cậu nói cô ba ca hay mà nói trên mây ai hay phải hay thì đâu ca nữa nghỉ rồi. Nên
nếu hay là nghĩ rồi thì... Của đâu, của cho công ăn rồi phải biết có công sau này chứ. Hay quá cô ba, nói hay quá. Dạ cô ba Quynh tên gì? Tên Phước. Phước. À, anh Phước rồi cô ba, chiều cô ba coi Quynh Phước rồi cô ba chia sẻ một bài pháp cho Quynh Phước thôi. Cậu này đen đúa, cậu có duyên. Dạ, đen đúa mà có duyên à. Có duyên, có nghĩa, có nhân. Dạ. Cậu cũng biết khó khăn cực nhọc nhưng mà cậu gắng học là cậu có cái sự từ bi. Một hả? Thị xã kiên nhẫn. Con cảm ơn cô. Cô nói tiếp giùm con đang chào đón cô đó cô. Con người khổ khó nhưng nhờ người ta có cái tâm. Dạ. Cũng như Quan Âm độ chuyện gì ta cũng ngộ, ta giải qua. Còn không biết cái chân ra xấu xa thường hay gây nhiều cái quả. Cô ba nhiều khi ngồi ca cái mấy cô gói gói lại cô bối. Cô ba không có nói. Nhiều khi thầy bối nói dối ăn tiền. Rồi mình buồn phiền mình đi coi bối giúp mình gói. Nha. Gió mát mát hát về câu. Gió mát mát hát về câu kìa. Dạ. Ngoài cuộc lễ ra rồi thường thường ở gia đình cô ba có làm kinh tế gì? Qua bà đây rồi bắt đầu á, kinh tế gì có cái đường đó quẹo phải. Cô ba nội trợ làm vợ cho chồng làm mẹ cho con nhiêu thôi. Hay quá cô ba nói hay. Có nhiêu à? Rồi chị em có lợi vui vẻ thỏa thẻ ca hát. Rồi sáng chiều chưa? Sáng chưa chiều lại Bồ Tát. Có hủ có gì có y. Vậy thôi. Vậy là cô ba không có còn làm cái chức gì cao hơn nữa hả cô ba? Không, không làm cái chức gì nữa chứ. Cũng phải có làm chức bà nội bà ngoại rồi chứ cô ba. Cái chức đó là phải có làm vợ cho chồng, làm mẹ cho con, sắt son tại chỗ, không tính lời lão. Vậy là gom đủ hết. Rồi tối đi ra ngoài mẹ ca cổ. Quan Âm á. Dạ. Mình sống lo cho vạn dân thì bá tánh lo cho mình. Nó vậy thôi. Ở dưới quê cô ba có ruộng, có vườn không cô ba? Cô ba hồi đó có mấy công đất nhưng mà cô ba từ hồi đi tu không còn xu luôn. Cái đó chưa thắng à? Không phải ông trời. Đất đó là đất ông bà. Cho lo cho. Cô ba nói câu đó là con chịu đó cô ba. Cái người tu đâu có đâu cầu ngang tiền bạc. Tu có xu có đất tu cái còn mắc đơn rồi. Đúng rồi. Còn mắc xu mắc cắt leo. Mắc xu mắc cắt mà cũng không phiền về giặt. Chắc chứ không mắc tình người à. Thấy không? Có tình con người mới được đó. Con người mà không có tình người là không có được đâu đó. Cô ba đi đường đạo thì cô ba thì được bao nhiêu năm rồi cô ba? Có bác là có đi hoài. Trời ơi, đó sụi bả lết la tự nhiên có cái máu ca tới giờ nó hết rồi ca không biết mấy năm. Đi rồi. 3 năm á. À, cô ba bên gọi Pháp mà có cái nón. Cũng để là cho cô ba chúc cháu rồi cô ba kiếm đây cái bữa nay quên nó có nó bữa bên Gò Tháp thấy mấy cô đội mão không phải con Thảo Trò Hiền mà nó phá đội liền liền vậy đó. Cô ba nói giàu lắm con ơi, hồi xưa đó nghe hoàng hậu mà lên ngôi đó giàu, khi mà vua cái gì vua đòi là ngồi nghiêng nè, hỏi sao nghiêng giàu sao đứt cái đầu, mà mấy con nhỏ hầu nó muốn lên làm hoàng hậu chứ. Nó là thích thầm làm cô ba, thích làm. Đấy, cái nào xuống thì hiện xuống. Nó không biết, nó mới tự giết nó đó. Làm lớn dễ chết như không. Cậu ở tỉnh nào cậu? Dạ thưa cô, con ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Mà con từ Bình Dương con về. Cao Lãnh, Bình Tháp, bò Đồng Tháp mà lên Bình Dương. Con về đây. Các con hay rối phải không? Tại vì con đi làm á, làm thuê trên Bình Dương á cô. Ôi chàng ơi, tôi nói với cậu nè, bây giờ làm mướn có thể sướng là làm chủ đó. Hỏi sao vậy? Mình làm sương sương tới tháng làm mình lãnh lương. Mình làm chủ bây giờ ngủ không yên, chiều không có tiền chia nhân viên mới khổ nè. Tới đợt lễ con chạy xe về. Mà chạy khơi khơi, chạy xe hơi mới giữ nè. À, chừng nào mới có con? Xe hơi nó ăn xăng, chịu khó khăn, chạy xe hai bánh đi. Dạ, đi chắc ăn nha con. Không ngần đâu ngần, không có ăn, không có hỏi. Mình đi mấy tỉnh xỉnh cái là khổ đi. Khổ thì cái này lão tới xương nó không có thương mình đâu á. Vậy em đừng có xỉnh mình tỉnh đi. Hên xương nữa đi vô xỉnh nè. Cô bà, con nói cô bà mừng á. Nó chơi cái lộ cao cao tóc, chặn tóc của con luôn á.
hết trơn đất luôn, 6 con hết trơn luôn. Con được 1 tỷ 7, tỷ 6. Không nghĩ ông bạc tỷ rồi. Mà xài cho kỹ nha, gắn tích lũy nha. Ba bên mặt đồ này cũng sang. Mua nhiều của ba. Sao của ba? Bóng vậy ha. Chê càng chê đắt tiền cho phiền của bác. Ừ. Cái tướng của ba mặc bộ đồ này y như ca sĩ, y như nghệ sĩ. Ừ. Vậy là đẹp. tiền ta bồi thường cho mình mà xài kỹ kỹ cô ba. Xài kỹ kỹ. Bộ đồ này đẹp cũng lộng lẫy. Được, con ôm tiền nó cũng mua đất lợi được ha cô ba. Chiếu. Mua đất mà vườn á. Ừ. Nó vườn á. Cho không dùng. Ở thị thành kẻ dành người vợ ở đồng quê khổ cực nửa nhà. Ừ. Là cô ba cũng giống nghệ sĩ dân hạ. Mua đất vườn á. Đồ nó mắc không qua. Mua đất vườn. Nhiều vàng chừng 200 ngàn thôi con. Nhiều vàng chừng 200 ngàn à. Bữa nay dạ tới cô ba. Thì bữa nay cô ba về dự cái đám của ông ba. Thì cô ba ý sao mà cô ba bận cáo mà màu gần áo tím áo sập sỡ như thế này. Trời ơi. Mày đừng nhìn xa xa nó có hoa chứ sao mà lại giống hổ. Cái hở cái màu kìa, màu kìa. Là sao? Cái màu này tao người ta bông như là hình vuông mà sao. Cô nói cho nghe nè. Mình bận đồ nâu á. Dạ. Thì mình đừng có câu mau. Dạ. Mình bận đồ lam mình đừng có tham. Còn cô ba bận đồ bông xong xong cô ba dâm khỏi đỡ thừa thầy cho nên cô ba bận đồ này nè. Dâm dâm khỏi đỡ. Ờ, cô khỏi thừa thầy, cô ba không xong cô ba dâm khỏi đỡ thừa thầy. Nên bữa nay cô ba bận đồ này. Con cô ba đi tôi còn hỏi cái nữa cô ba. Trong khi mà con lãnh tiền tỷ rồi con lo sao con lo Đình Thế Sơn với cái nhà thuốc nam đó đó cô ba, rồi mình xài kỹ kỹ cái số đó mới còn đó cô ba. Cô nói gì hồi chưa xu chưa cắt á. Dạ. Thầy cân nhắc con có bạc có xu gắn lo tu chứ đừng có nghĩ nó có rồi lu bu mai mốt cũng còn một xu. Cái gì rồi nó cũng phải có nhiệm thu thôi. Thì mình lựa đất vườn nên mua cho mình khỏi đi dưới trong kia hết cô ba. Kệ mình đừng có tham mình chọn thuốc nam cho người ta uống thì bệnh mình từ từ nó đi xuống nó khỏi đi lên. Vậy là ai hiểu rồi trời. Vậy là ai nhiệm thu cô ba? Cô nói vậy ai nhiệm thu thì tới đó biết chứ giờ tâm quyết biết ai. Ừ. Cô khai đâu biết. Ừ. Hiểu rồi. Bị tên cái nhiệm thu, bị tên nhiệm thu. Ừ. Đây cô ba nói gì nè. Cái cảnh Nam Thiền trong phải có Phật tiên. Nhưng cảnh Nam Thiền có người hiền trong có Phật tiên, mà không có người hiền trong lại trong làm sao có Phật tiên. Nói chung là mình xuống phường cho mát như mẹ nó mát. Đây cô ba nói gì. Đó sáng tác cô ba hát đó, cô ba hát ngon. Thầy nói rồi con không có nói nữa. Cho con biết chữ, con giữ con tu. Đừng nói lô bô tới trần nhiệm thu rồi nó khóc khô ô. Con nói vậy thôi. Ừ. Tranh đấu mà không giấu để xài, tranh đấu hoài chứ chết hả. Con nói vậy thôi. Đúng rồi. Tranh đấu phải giấu để xài. Con ơi có của thì che cho đừng có khoe nó nghe là tụi mày chết. Chết mắt, chết còn, chết mòn, chết thao, chết đau, chết ôm, chết gom, chết ghê, chết không chơi, cũng chết, chết ngoan vô nghe chàng chết. Thấy không, chứ sao không chết mà chết hoài. Hàng ngày chết vẫn còn. Nghe cô ba nói gì nè. Giàu nghèo số mạng, đạo đức vô tâm. Tâm mình làm, tâm mình biết, tâm quyết mình cứ ơi. Còn thị phi đừng có nghĩ tới nó. Mình hoang mang bất an mà mình nói tin trời, tin Phật, tin đất, tin thiên gì. Nó mặn chết đói luôn đó cô ba. Chán lo tự nhiên. Có bươi, có mổ, chứ nhảy lên ổ ai đổ ăn. Nhảy lên mà ổ là nhăn răng rồi đó. Chứ có làm mới có ăn mà ai trồng sẵn cho mình ăn. Trồng sẵn cho ăn chẳng cho lợi dụng gì nó mới trồng cho mình ăn. Mấy cô ba nói gì. Hồi chưa có ăn thì chịu khó khăn gian khổ. Mà tới có ăn rồi không biết chỗ nào để mà nhìn. Vô tình cỡ đó. Có ăn rồi đòi bồng. Mày khổ nó biết nào. Tôi có ăn cũng làm phước. Cho nên ông bà nói thấy con hiền cho nó khổ liền liền. Ừ, đúng rồi. Là chết lớn hả? Rồi chết lớn. Cho nó khổ liền liền nó mới biết nghĩa biết nhăn. Dạ dạ. Biết sự khó khăn nó mới chia sẻ. Còn mình đừng có xôn xao. Mình còn gối mò cao mà chờ khổ đau chia sẻ nữa nè. Cô nói một câu đơn sơ thôi. Phật pháp nhiệm màu là thế gian mình thảm sầu.
Tại vì mình biết tin, biết tưởng, biết dưỡng cái tâm mình thâm có nghĩa, có nhân, có ăn, có mặc, có Phật độ mình. Mà mình cứ lo giặt chắc rồi mình mắc lương tâm rồi quán anh cũng không khổ được. Cô nói vậy thôi. Hay quá, cô bà nói hay. Đấy, cô ba nó làm hiền, trong ta có Phật tính tiên, còn hỏi ai nữa. Thấy người ta khó khăn như bản thân của mình biết nhìn mình.